Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ê, vô mó tơi, ông nghĩ rằng là chúng ta có nên dừng lại ở đây không? Chứ tôi thấy chúng ta đi một hồi, chúng ta ra tới tận sa mạc luôn rồi nè. Trời ơi, tôi nói ông rồi, ông cứ tin tôi đi. Bọn mình cứ đi đi, chúng ta là những siêu anh hùng mà. Chúng ta đi thẳng ra sa mạc đi kiếm quái vật tiêu diệt tụi nó luôn. Thôi, tôi không chịu đâu, ông nghĩ sao vậy? Bây giờ bọn mình mà ra ngoài sa mạc á nha, là vừa đói nè, không có đồ ăn ăn nè, rồi còn không có nước uống nữa, ngoài sa mạc khô lắm, không có một cái giọt nước nào cho ông uống đâu. Chính vì vậy cho nên nó rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quay về đi, chúng ta quay về cái vùng đất kia đi, được không? Ông đi với tôi mà ông lại nói cái chữ nguy hiểm sao? Ông không biết tôi là ai hả? Tôi chỉ là vừa mất. Vô mod thì sao? Ê, tụi mình là siêu anh hùng mà, bọn mình làm gì mà sợ mấy con quái vật đó. Cho nên là cứ đi đi, giờ không lẽ ông sợ rồi, ông sợ đúng không? Ơi ơi nè, nè, tôi nói ông biết nha, tôi không có sợ gì hết trơn á. Tôi là siêu anh hùng, vô mod tôi không có sợ. Ở đây thì đây, đừng có thách thức tôi. Trời ơi, ok, vậy thì bây giờ là tôi với ông sẽ cùng nhau vào trong mặt này. Đi còn không chịu nhìn nữa. Trời, ông đi không nhìn đường với chơi em nổi. Chưa gì à, tôi thấy nó hơi bị nguy hiểm ở nha, vô mod nha. Trời ơi, hố sâu đủ kiểu không nè. Ê, nhưng mà tôi cũng sợ, tôi nói cho ông biết, tôi á là siêu anh hùng vô mod thì tôi không bao giờ tôi sợ gọi là mấy cái chỗ sa mạc thế nào. Tôi gặp quái vật tiêu diệt bọn nó luôn rồi. Đi đi đi. Đúng rồi, bọn mình phải mạnh mẽ như vậy, bọn mình mới xứng đáng là siêu anh hùng, ông hiểu không? Đúng vậy, đúng vậy. Ê, vô mod, vô mod. Ông nhìn nè, ở chỗ này có mấy con này là con đà điểu hay sao nào, hình như mình cưỡi được nó để mình đi hay sao vô mất. Ui, được được nè, được cưỡi vô mất. Ui. Wow wow. Ui. Sao sẽ cưỡi được luôn nè. Vậy là chúng ta khỏi cần đi bộ luôn vô mất, chúng ta dùng cái con này chúng ta cưỡi đi vô mất. Được được được, đi đi đi. Con đà điểu này nó chạy đúng nhanh luôn không ông ơi? Ừ, nó chạy nhanh cực kỳ luôn á. Đi 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 đi. Ôi. Ôi vô mất rồi. Vô mất. Ê, ông có thấy gì những gì tôi thấy không? Hình như là tôi cũng có thấy những gì mà ông thấy đó. Ê, hay là bây giờ chúng ta quay trở về được không? Chứ tôi thấy là ở đây ngay cả một con rồng to thế này mà nó còn chết ở trong sa mạc thì huống gì là hai đứa mình. Ê, chù cha, vụ này tôi chưa nghĩ tới luôn á. Thôi mình đi về đi. Thôi đi về đi, đi đi. Ủa mà khoan. Ôi mà khoan, chúng ta đi vô từ hướng nào vậy? Rồi xong chúng ta bị lạc giữa sa mạc rồi, vô boss ơi. Trời ơi, sao bị lạc rồi? Ủa, hồi nãy chúng ta đi từ hướng nào vô vậy? Hồi nãy tôi nhớ là chúng ta đi từ hướng Tây. Nhưng hướng Tây chỗ nào tôi không biết. Tôi cũng không biết hướng Tây là hướng nào luôn á. Thôi kệ đi, bây giờ mình cứ cưỡi con đà điểu này mình đi đi. Biết đâu mình kiếm được đường ra. Okay. Ôi trời ơi, tính vô sa mạc tiêu diệt quái vật. Nhưng mà vô đây mình thấy con rồng chết ở bên kia là mình đã thấy hơi sợ sợ ấy bạn ơi. Thôi đi. Ôi nguy hiểm. Không ơi. Đi. Trời ơi, tôi không muốn gọi là bị chết khô ở trong cái sa mạc ở đâu. Vô mốt ơi. Vô mốt. Nhìn kìa. Nhà dân làng. Oh my god, hợp lý. Quay. Trời ơi. Chúng ta được cứu rồi. Trời ơi, tôi tưởng là tôi sẽ bị chết ở trong sa mạc chứ. Nhưng mà không, tôi đã được cứu rồi. Tôi thấy nhà dân làng rồi. Ui, có ông dân làng đứng ở chỗ này. Tôi chào hỏi ông ơi. Lại chào hỏi ông đi. Ok. Dạ, con chào bác dân làng. Bác khỏe không bác? Xin chào hai cậu. Hai cậu đến với làng tôi khách quý. Tôi đợi hai cậu từ sáng tới giờ. Vô đây. Ủa? Trời, tôi đợi lâu quá trời lâu luôn á. Ủa vô mốt ơi, tính ra là ông có hẹn gì với bác dân làng này hả? Sao bác ấy biết là hai đứa mình sẽ đi đến đây? Kỳ vậy? Ủa làm gì có đâu, tôi đâu có hẹn bác dân làng đâu. Mà sao bác dân làng lại bảo là chờ tụi mình từ sáng tới giờ ta? Ừ ha, lạ ta. Ủa mà bác chờ con làm gì bác? Hai cậu đừng có như vậy làm tôi ngại, tôi chuẩn bị hết rồi đây. Hai cậu khách quý nè, vô đây. Hả? Tôi đã làm gì? Một bàn tiệc đầy thịnh soạn để ăn. Oh my god, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì mà nhiều đồ ăn quá vậy bác? Trời ơi, nhìn nè, giống hết thôi. Kỳ này mình tha hồ ăn nhớ rồi. Ủa sao gì đồ ăn vậy? Ôi, nhìn nè, trời ơi, bánh kem nè, sushi nè, heo quay nè, gà quay, trời ơi, nhiều quá. Ủa mà sao ở ngoài sa mạc tôi nhớ nghèo lắm mà ta làm gì có mấy cái món này, ghê quá ha. Ủa kỳ vậy? Hình như bác dân làng là gích kích bạn ơi, bác dân làng là gích kích á. Ô, gích kích à, trời ơi. Hai cậu ngồi vô đi, đừng có ngại nha. Đây là bàn tiệc tôi đã chuẩn bị dày công lắm, cả dân làng chúng tôi đã chuẩn bị để đãi tiếp khách quý đó. Hai cậu nhớ là ăn tự nhiên nha. Đừng có ngại. Cảm ơn bác dân làng nhiều. Trời ơi, bác tốt bụng quá à. Mới vừa gặp bác thôi mà bác đã cho nguyên cái bàn đồ ăn. Ủa, đã mất con heo quay vô mất. À, tôi lấy con heo quay ra để tôi với ông có thể nhìn thẳng mặt nhau ấy mà. À, tôi tưởng là ông lấy con heo quay mà ông chưa gì ông nuốt luôn heo quay chứ. Đó, tôi để ra đó. Ok, bây giờ tôi hết thấy mặt ông rồi, vô mất tôi chưa thấy cái mặt con heo quay. Ok, thôi dạ con cảm ơn bác dân làng nhiều nha. Thôi bọn con ăn nha bác, bọn con tự nhiên nha bác. Trời ơi, ăn tự nhiên nha. Ăn đừng ăn, có ăn, ngại, ăn.
Ôi, tự nhiên ở nhà nha. Nhom 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 nhom. Trời ơi ngon quá vô mớt đi. Đồ ăn ngon thiệt sự luôn á. Tôi chưa ngon bao giờ đi. Từ lúc mà tôi đi theo ông á, tôi gọi là tôi đi tiêu diệt quái vật á, tôi chưa bao giờ ăn được một cái bữa nào mà nó no đến như vậy. Trời đã. Nhom nhom nhom. Ý của ông là tôi để cho ông bỏ đói hả? Không có, ý tôi á là bọn mình đi tiêu diệt quái vật á, bọn mình tàn là đánh nhau với quái vật không à, chứ bọn mình ít khi nào được ăn đồ ăn ngon như thế này, hiểu không? Ăn đi ăn đi. Nhưng mà khoan vô bớt đây, sao mà tự nhiên tôi ăn xong cái tôi thấy hơi buồn ngủ vô bớt, hay là do là tôi ăn nhiều quá cho nên là tôi buồn ngủ nè. Tôi cũng buồn ngủ. Sao mà nhức đầu quá vậy ta? Ủa chỗ này là chỗ nào vậy? Rồi cái bàn đồ ăn thơm ngon hồi nãy của tôi đâu rồi? Thơm ngon. Ủa khoan, ở chỗ này, chỗ này. Ê, Yomot, chạy. Ai đánh tôi vậy, tôi nè, ôi Yomot ơi, trời, bọn mình đang ở đâu vậy, sao hồi nãy tự nhiên mình đang ăn đồ ăn cái mình buồn ngủ, xong mình ngủ cái mình tỉnh dậy, mình đang ở chỗ nào đây, hả Yomot? Ủa, cái chỗ này là chỗ nào mà, ủa sao nó đẹp á, ủa cái gì, chỗ này là chỗ nào, nó bị bắt tôi chỗ nào vậy, ủa, Yomot ơi, vậy có khi nào ông dân làng hồi nãy á, ông chỉ cố tình chuẩn bị một cái mâm đồ ăn thật là ngon để ông mời hai đứa mình đến đó ăn, và sau khi mình ăn xong mình buồn ngủ quá, xong cái đó ông bay đem bọn mình nhốt vô trong trong nhà tù này không? Rồi xong rồi, bị lừa rồi, chúng ta bị ông lừa rồi. Mà cái này nhìn không giống nhà tù một tí nào luôn, vô mốt cái gì đâu mà có tơ nhện đồ tùm lum tùm la nè. Vô mốt ơi, tôi thấy mấy cái tơ nhện này á, tôi hay coi ở trong phim Tây Du Ký Tôm Ngủ Không nữa, tôi thấy mấy cái chỗ hang động mà có tơ nhện là thường là có mấy con quái vật nhện nó vô mất. Oh my god. Tôi không chịu, tôi sợ nhện lắm. Nhưng không ở đây đâu. Ông yên tâm, trời ơi, ông quên mất tụi mình là cái gì hả? Chúng mình ta là siêu anh hùng mà. Ừ ha, bọn mình là siêu anh hùng, nhiệm vụ của mình là phải tiêu diệt quái vật mà, thì tự nhiên không gặp được con quái vật nhện thì tiêu diệt nó luôn đúng không? Đúng rồi, trời đất ơi. Ừ ha, sao tự nhiên tôi quên tôi là siêu nhân ra. Ừ, hợp lý. Ôi trời ơi, Yomot, vậy bây giờ ông hãy mau đưa tôi hộp sữa Yomot để tôi biến thành siêu nhân đi. Đây, sữa Yomot của ông đây, ông hãy uống nó vào đi nào. Ok, thôi được. Gặp quái vật ở đâu thì ta tiêu diệt ở đó. Uống sữa Yomot. Nhầm. Một cảm giác thật Yomot. Biến hình. Hay. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Mấy ngày nay mình ngứa tay ngứa chân quá bạn ơi, mình muốn đi tiêu diệt quái vật lắm rồi. Hôm nay tự nhiên không vô trong hang động của quái vật nhện luôn. Thôi rồi vô mod, bây giờ ông không mau mau đưa tôi thanh kiếm vô mod để tôi chuẩn bị chiến đấu với mấy con quái vật nào. Nhanh lên. Đúng vậy, đây. Thanh kiếm của ông đây. Thanh kiếm vô mod siêu sức mạnh. Trời ơi, có nhiều bạn bảo mình là thích cái thanh kiếm vô mod này lắm luôn á, tại vì nó có hình hộp sữa nhìn rất là ngầu. Thôi được rồi, vô mod. Bây giờ chúng ta cùng nhau tiến lên nào. Let's go. Đúng rồi, như vậy mới gọi là siêu anh hùng chứ. Nhưng mà khoan, giờ chúng ta phải đi đâu trước vô mod? Sao nó có nhiều hướng á ta? Bây giờ tôi mới để ý là nó có nhiều hướng lắm luôn á. Bên này nè, rồi bên kia, bên này ba hướng luôn. Thôi bây giờ bọn mình nhắm mắt chọn đại ha. Tôi nghĩ rằng là mình đi hướng này trước đi vô mod. Đi bên này. Được, đúng rồi, đi thẳng rồi. Let's go. Rồi. Ui trời ơi, cái gì đâu mà ở trong đây thấy tơ nhện quá trời quá đất à tôi. Rồi vô mod. Tại gì? Tại sao ở đây lại có cái bảng quảng cáo sữa vô mod vậy? Ủa, quái vật nó cũng thích uống sữa vô mod thôi, vô mod sao tự nhiên có cái bảng quảng cáo ở đây? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà chắc là do quái vật nó thích uống sữa vô mod á nên là nó cũng để đây luôn. Trời ơi, sữa vô mod là tôi cũng thích mà gọi là con người thích mà quái vật cũng thích hả? Đúng là sữa vô mod ngon quá mà. Ơi nhưng mà khi nào ông là quái vật không mà tại sao hang động nào tôi cũng thấy hộp sữa của ông vậy? Trời ơi, tào lao ông nội, ông nghĩ sao vậy? Tôi là siêu anh hùng mà làm sao có thể gọi là đưa sữa vô quái vật uống rồi làm đồng loại của quái vật được? Ok, vậy thôi, nói giỡn vậy thôi ông không? Nếu không phải thôi gì đâu căng. Bây giờ, đau quá ông ơi. Bây giờ bọn mình phải đi qua bên đây nè, đi từ thôi vô mod nhà quỷ phỏng á. Trời ơi, sơ sẩy một tí thôi nha là rơi xuống lava là ông sẽ trở thành hộp sữa gọi là gì ta? Hộp sữa nướng luôn á. Trời ơi. Ok đi. Tôi biết hành sữa than luôn. Ok từ, tôi quên mất. Tại sao tôi lại không dùng cái kiếm của tôi để đập mấy cái mạng nhện để ra ta? Đi cho nhanh đúng không? Ok. Đúng rồi đó. Ôi đau quá. Hey. Ôi cái đoạn này phải bắt cua nha vô mod nha, cẩn thận nha vô mod. Ok đập này. Hey. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao chưa gì vậy? Ông té xuống rồi tôi kêu. Trời ơi, siêu anh hùng kiểu này là chết rồi vô mod ơi. Trời ơi. Đây là lỗi kỹ thuật thôi, Đây ông coi tôi nè. 1 2 3. Đâu ông đâu? Tôi nè. Rồi làm gì?
uống sữa Yomot vô mới được. Nhầm. Một cảm giác thật là Yomot. Đó, bây giờ tôi phải uống sữa Yomot vô thì tôi mới có thể gọi là đi di chuyển nó mượt mà được. Ê, ông có thể dùng cây kiếm đó. Đứng đó đợi tôi tí nha. Thấy ông gọi là cố gắng ngầu lắm nhưng mà tôi thấy không ngầu tí nào hết vô mốt à. Gì đâu mà chậm vậy? Nhanh lên xíu. Từ từ, ông cứ bình tĩnh. Tôi sắp qua rồi. Đấy, tôi đang rất là nhanh mà. Ông không đánh tôi nhanh sao? Đây, qua rồi. Ôi, nhanh. Trời ơi, tôi đứng đây tôi sắp nữa. Tôi ngủ luôn rồi đó ông nội. Nhanh lên. Ghê chưa. Rồi, ok. Tiếp theo gì đây? Trời ơi, lại tiếp tục là bắt cua. Sao mà cái mắt quái vật đâu mà tôi không thấy quái vật đâu. Toàn thấy bắt cua vậy trời. Nhảy qua đây, vô mất. Nhanh lên. Hey, ok rồi. Qua đây, vô mất đây. Cẩn thận nha. Ê, coi chừng rơi xuống lava đó. Ok, qua đây. Trời ơi, tôi là siêu nhân vô mất. Này thì siêu nhân robot trời ơi. À, trên đó nó có cái rương gì kìa robot, ông coi thử coi. Đây nè, ở đây có cái chìa khóa nè, bây giờ tôi sẽ quăng xuống cho ông nha. Đây, quăng xuống em ở đây, coi chừng nó rơi xuống lava đó. À, ok. Rồi xuống dưới đây nè robot. Cho đây đây. Rồi ok. Mở cửa nè. Robot ơi, tôi thấy cái con gì mà đó kìa robot. Thôi ông ơi, nó ghê quá ông ơi. Thôi bây giờ ông vô ông tiêu diệt nó đi. Ông có thanh kiếm robot mà. Nhưng mà tôi có thanh kiếm robot nhưng mà ông là siêu nhân robot mà ông phải vô chứ. Ủa bộ ông không phải là siêu nhân Yomot hả? Tôi là siêu nhân Yomot nhưng mà con quái vật này to quá nên tôi quyết định nhường ông nó vô đi. Ây da! Trời ơi, ây da! Vô! Đi vô! Ok, trong đó mình ra vô. Trời ơi, tôi không ngờ là lại có một cái người siêu nhân với ông luôn á. Bây giờ ông nhìn tôi nè. 3, 2, 1, bạn ơi! Ôi trời ơi! Con này không phải là quái vật nhện bình thường như boss đây, con này là con nhện người. Rồi sao ông rơi xuống là ba rồi. Ông rơi xuống là ba rồi xong chết tôi. Trời ơi, sao không chịu cứu tôi? Tại vì con này nó bự quá, tôi không kịp quýnh nó. Đây để tôi. Trời ơi, gì đâu. Siêu nhân châu boss. Dạ! Yeah! Mày. Lại đây. Mày nè. Ôi, vô boss tôi hết máu, vô boss tôi miếng sữa vô boss đây. Rồi, nó chết rồi. Đây, sữa. Ôi, không chết queo mà mày quá uống miếng sữa vô. Trời ơi, nguy hiểm quá. Ủa Yomot ơi, tính ra là cái con quái vật nhện hồi nãy chúng ta giết nó mà nó không rơi cái gì ra cho chúng ta hả Yomot, chẳng hạn như kim cương chẳng hạn. Ủa không có gì vậy? Ủa như nó gớt trong người tôi cái gì nè, một cái cây que gỗ với lại một tờ giấy đó không ơi. Ủa que gỗ với lại tờ giấy hả? Ủa cái này là cái gì ta? Sao tự nhiên lại rơi ra que gỗ ta? Đáng lẽ nó phải rơi ra kim cương chứ nhờ. Đâu từ từ để Phong xem thử coi cái tờ giấy này ghi gì đây. Yomot ơi, tính ra cái tờ giấy này nè, nó có những câu hỏi chúng ta nè, hình như là chúng ta phải trả lời câu hỏi mới được phần thưởng gì hay sao á. Đâu để thử xem nha. Ừ, nghe cũng hấp dẫn á. Đâu tôi đọc thử xem coi. Câu hỏi là các bạn có thấy được hình ảnh của sữa Yomot xuất hiện bên trong Minecraft trong 7 ngày qua không? 1 là có nha, rất là nhiều. 2 lâu lâu mới thấy và 3 là không có thấy luôn. Trời ơi, bạn ơi, thì ra là cái tờ giấy này nó có những câu hỏi với chúng ta á bạn ơi. Ồ, hợp lý. Vậy thì bây giờ mấy bạn fan hãy cùng với Phong trả lời những cái câu hỏi ở trong cái tờ giấy này nha bạn nha, để xem coi chúng ta sẽ được phần thưởng gì nha các bạn. Okay. Thì câu hỏi vừa rồi Phong đã đọc cho các bạn nghe đó. Bây giờ các bạn hãy cùng trả lời với Phong nha. Ok, các bạn có 5 giây để trả lời những câu hỏi bên dưới nè. 1, 2 hay là 3 nha các bạn nha. Hay để Phong đón coi, chắc là Phong sẽ thử trả lời câu hỏi là 1 đi xem coi. Có nha, rất là nhiều nè, bởi vì hồi nãy bạn cũng nhớ rồi đó, là chúng ta vào trong cái hang động của quái vật, chúng ta thấy rất là nhiều những cái hình ảnh của sữa Yomot luôn, chơi mình thấy rất là nhiều trong Minecraft. Đó, mình chọn câu trả lời là số 1 nha bạn nha, để xem coi nó sẽ được cái gì đây. Đâu để xem coi. Ui cái gì đây? What the hell? Yomot nhìn nè. Cái que gỗ hồi nãy tự nhiên bây giờ nó biến thành một cái kiếm lửa nè Yomot ơi. Ui hợp lý quá vậy ta. Ui wow, trời ơi viết vậy. Vậy là chúng ta chỉ cần trả lời câu hỏi thì ngay lập tức cái que gỗ kia sẽ biến thành một cái loại vũ khí với chúng ta bạn ơi. Ui hợp lý quá vậy. Ok Yomot, bây giờ ông hãy sử dụng cái kiếm lửa để đi chiến đấu cùng với tôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên cái hang nhện tiếp theo nào. Let's go. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn đến căn phòng tiếp theo nha bạn nha. Hồi nãy là mình đã đi qua căn phòng lửa nè, là căn phòng lava ở bên này nè. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ chọn căn phòng nào ta? Yomot, hay là mình đi bên căn phòng này đi Yomot. Tôi thấy bên này có vẻ hợp lý hơn nè. Đi. Rồi. Ui, cái này giống mê cung quá vậy. Cái này là mê cung chứ còn gì nữa ông nội. Trời ơi Yomot ơi, mình kiểu này là mình bị lạc cái Yomot. Tôi chơi dở mấy cái trò này lắm. Trời ơi. Ông ơi, ông đâu mất tiêu rồi, tôi với ông bị lạc rồi. Tôi sau lưng ông nè, trời ơi, ông bị mù à. Trời ơi, bên này nè, để tôi đi kiếm đường coi, trời, chết rồi. Trời ơi,
đường cục không à, bây giờ làm cách nào để thoát ra ngoài lũ được đây? Xong rồi, không à, đây được ở đây nè Phong ơi, đây rồi, đi theo tôi nè. Thôi được rồi, tôi đã biết cách để có thể thoát ra khỏi chỗ này rồi, bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng góc nhìn gọi là thứ ba, chúng ta đi như thế này. Ôi đúng rồi nè, ở ra ngoài được nè, hợp lý hợp tôi, lý. Hồi nãy là tôi đã kiếm được đường ra rồi, trời ơi. Ủa vậy hả? Ai biết đâu? Ok, tiếp theo là gì đây? Ôi ơi. Ui ôi, bây giờ dưới này mà rơi xuống dưới là xong luôn á ông. Cái gì ông này? Cái gì vậy? Ông đánh tôi á. Tôi hù ông thôi. Để tôi xem coi. Trời ơi, chỗ này cao lắm vô mốt ơi. Chỗ này rơi xuống dưới cái là đăng xuất khỏi trái đất luôn vô mốt. Ờ, hẹn luôn á nha. Ê, cẩn thận nha. Bây giờ, thôi, bây giờ tôi nhường ông nhảy trước á. Chỗ nào nguy hiểm ông cũng nhường tôi vậy. Tại vì ông là siêu anh hùng đúng không? Bây giờ ông phải thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Ông lúc nào cũng cứ ông là siêu anh hùng, ông là siêu anh hùng, trong khi ông là cái người gọi là kêu tôi làm siêu anh hùng chứ ai. Ok. Thật ra là tôi chỉ giỡn thôi, chứ mấy cái trò con nít này tôi qua cái một ấy mà. Ê, ôi trời, chỗ này là cây xương rộng vô mốt, cẩn thận nha. Trời ơi, đau quá. Tạm biệt vô mốt. Tôi không ngờ là ông lại dở vậy luôn á, coi tôi nè. Hey, ok, leo đây. Trời ơi, quá là đơn giản luôn bạn ơi, cực kỳ nhanh gọn lẹ. Ở vô mốt đây, ông đâu rồi? Ấy, tôi đây. Nhanh lên. Trời ơi, chỗ này còn đến tận gọi là mấy con quái vật cho tôi nghi là mỗi căn phòng là một quái vật á, cho nên nhanh lên. Hơi mất thời gian á, nhanh lên. Ấy cha. Ấy cha. Hay quá. Hay. Mà sao không lên được nữa? Tôi vẫn qua được. Ghê. Uầy, bám tường luôn ghê vậy. Wow, tôi đã nói rồi, tôi có kỹ năng mà. Ok, rồi, để tôi nhảy qua nè, trước nè. Cho. Ghê chưa? Rồi, ghê. Thôi, tôi nhường ông nhảy qua trước, đáng lẽ để tôi thể hiện, nhưng mà thôi tôi nhường cho ông đó. Ok. Ui, rồi lên trên nè, bây giờ làm gì tiếp ta, có cái rương đây. Trong cái rương có một cái cần gạt. Ui, lại là tiếp tục là một con quái vật nữa, vô mốt này tôi nghi lắm nha. Ok, để xem thử coi. Mở ra nào. Hi. Cái gì kia? Oh my god. Oh my god, quái vật gì mà nhìn thấy ghê vậy? Trời ơi, quái vật này là quái vật tên là gì vậy Yomot? Cái con này là nó là một sự kết hợp giữa con nhện và con heo, cho nên nó được gọi là quái vật heo nhện. Quái vật vật heo nhện, sao tôi nghe cái tên nó không được dễ thương tí nào ha. Mặc dù là tôi rất thích ăn thịt heo, nhưng mà con heo này thôi tôi từ chối ăn thịt nó, tại vì nó hơi ghê quá. Được rồi Yomot, hồi nãy là tôi bắt cua trước rồi, còn lần này tôi nhường trong qua trước đó. Qua đi Yomot. Đừng có đánh, để tôi nhìn tôi nè, qua đây làm thịt nè. Nó đi. Làm thật đi vô mắt. What's up man? Oh my god, đỉnh quá vô mắt. Trời ơi, hay quá vô mắt. Cố vô mắt đây. Trời ơi, vô mắt. Bạn nghĩ bạn đánh được mình sao? Cố vô mắt, cố lên, chừng mặt con này nó bỏ. Bạn nghĩ bạn đánh được mình sao? Trời ơi, bạn ơi, bạn nhìn kìa, vô mốt đang đánh nhau với một con quái vật nhện heo mọi người ơi. Trời ơi. Chuyện gì khó, có vô mắt lo. Cố vô mắt, cố lên. Trời ơi, tôi đứng ngay đây. Nhìn tôi nè, từ từ, tôi sẽ biểu diễn anh coi. Ủa mà khoan, từ sao nó bị ê, nó bị dướng vô tơ nhện này, vô mốt này, quýnh nó đi, quýnh nó đi. Nó dướng vô chính cái tơ nhện của nó luôn. Quýnh nó đi, quýnh nó đi, để tôi phụ ông. Hey, mày quá giật nhện. Mày quá giật của chúng tôi à. Ôi, nó ngạm cái đầu tôi, vô mốt này. Mày hả mày. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng tiêu diệt được cái con quái vật nhện heo rồi. Thời luôn bạn, con quái vật nhện heo nhìn hơi bị kinh dị luôn. Mình cứ sợ nó sẽ ăn thịt mình đó bạn à. Sợ thực sự luôn á. Ơ vô mốt, vô mốt. Nó có rơi ra được cái tờ giấy với lại cái que gỗ giống hồi nãy không vô mốt? Ơi có rồi nha, nó lại tiếp tục rơi ra cái tờ giấy nè với lại cái que gỗ nè, không thấy không? Hợp lý. Để tôi coi câu trả lời tiếp theo là gì đây. Để xem coi món vũ khí tiếp theo chúng ta sẽ được nhận là gì nha bạn nha. Mình thấy tò mò luôn nè. Ok, để mình đọc thử nha bạn. Câu hỏi tiếp theo, các bạn nghĩ về câu nào nhiều nhất khi nhắc đến vô mốt? 1. Một cảm giác thật vô mốt. 2. Vô mốt cung cấp năng lượng. 3. Sau giờ học là uống vô mốt. Ba câu hỏi này coi bộ gọi là mình nghe hơi nhiều luôn á bạn ơi. Tính ra nha là câu nào cũng gọi là đúng hết trơn á. Nhưng mà để mình nghĩ coi câu mà mình nghe nhiều nhất thì mình nghĩ chắc là một cảm giác thật vô mốt. Ừ đúng rồi, mình nghĩ chắc là câu này á bạn. Có bạn nào trả lời câu số 1 giống như mình không? Chứ mình nghĩ rằng là cái câu này là một cảm giác thật vô mốt. Mình chọn là câu 1 nha. Ok, để coi có đúng không nha mấy bạn. Wow, trời ơi vô mốt ơi, nhìn nè, nó biến thành một cái cây kiếm kim cương này vô mốt ơi. Ơ nhưng mà sao cây kiếm này bèo quá ta, bình thường rồi cây kiếm kia là rơi ra cây kiếm lửa, thì tôi nghĩ rằng cây kiếm của con quái vật nhện heo này nó phải rơi ra cây kiếm hình cái đầu con heo chứ ha. Sao nó rơi ra kiếm kim cương ta? Cây kiếm này, ủa sao cây kiếm này nhìn nó hơi kỳ kỳ á, hơi phèn phèn ha. Nó hơi phèn phèn á vô mốt. Thôi nhưng mà không sao, dù gì chúng ta cũng đã nhận được câu hỏi tiếp theo và cũng đã có được thêm một thanh kiếm, đó là kiếm kim cương nha bạn nha. Rồi ok vô mốt, bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến với
cái con quái vật tiếp theo nào. Let's go, let's go, let's go. No. Rồi, sau khi tiêu diệt xong hai con quái vật ở hai cánh cửa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cánh cửa tiếp theo nha các bạn nha. Trời ơi, chỗ nào cũng có tơ nhện hết vô mod đây, đúng là quái vật nhện mà. Lên đây, 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 đây. Ù, chỗ này làm gì đây? Ôi giời, cái chỗ này phải đi bằng nước lên nè. Chỗ này mình phải bơi lên nè. Ui, dạ tôi nghi lắm nha, nhiều khi quái vật bên đây là quái vật nước cái vô mod đây. Có khi nào là quái vật nước không? Quái vật? Ừ, có khi nào nó là heo nhện không ta? Không, cá heo nhện không? Cá nhện. Cá nhện hả? Không, tôi không biết nữa, nhưng mà cứ qua nó xem thử đi. Ok, leo nè, bơi nè. Rồi ok, lên đây, lên đây. Lên vô mod. Rồi ok, lên rồi. Nhưng mà bơi thôi mà ông la như vậy. Ok, nhảy qua đây, qua đây. Bắt cua nè. Hây. Trời ơi, tôi định quá rồi. Chà. Sau đó mình nhảy xuống dưới đây đúng không? Bụp. Ok rồi. Xuống đây vô mất. Rồi, ok. Tiếp theo. Sao lại là tiếp tục một cái banner sữa vô mod gì nữa vô mod. Ủa, sao cái này vậy? Là chắc chắn là quái vật ở đây á, nó thích uống sữa tôi rồi. Sữa của tôi gọi là quá mạnh mà, nên là kể cả người hay quái vật gì đều thích uống sữa luôn. Ồ, ghê, thôi được rồi, nói chung là sữa vô mod ngon thiệt á. Ok, đây. Ủa vậy? Bên này là gì đây? Ui, một cái cây tơ nhện vô mod ơi. Ôi, cái này mình phải đi qua. Ôi, cái này nước axit. Nước axit. Ôi, nước axit. Ê, đâu quá. Trời ơi, ôi, nguy hiểm dữ trời. Nước axit hàng gì vừa mới bước xuống cái thôi rồi xém nữa mình mất cái chân luôn bạn ơi. Ok, cẩn thận, leo đây. Hây. Ok, leo đây nè vô mod. Rồi xong tôi dưới tơ nhện. Dưới tơ nhện đây, để đập ra đã. Mày. Ok rồi, qua đây. Hây. Cây, leo lên. Trời, cái cây này cao quá vậy, leo nãy giờ chưa tới nữa. Rồi, không gì. Ôi trời, tơ nhện nhiều quá ông ơi. Rồi xong tôi dướng tơ nhện nữa rồi. Trời, mấy cái tơ nhện đáng ghét này, thả ra đất ơi. Đây có cái gương kìa, Ui, hình như cái gương này là đồ ấy. Rồi, coi cái gì đây. Một cái cần gạt. Ui, vậy là có thêm cái cần gạt nữa là vô mod. Ok, đi, bây giờ mình đi xuống vô mod đây. Đi. Ok. Vậy là tiếp tục sẽ là một con quái vật nữa nè. Ây, rồi xong rơi xuống. Rơi xuống nước à, xíu rồi trời. Đau quá. Sao ông cũng rơi vậy. Ok, nhảy qua đây, nhảy qua đây. Rồi ok, để tôi xem coi. Ui, vô mod ơi. Lần này đúng thật là quái vật nhện rồi vô mod ơi. Nhìn kìa. Ôi trời ơi, nguyên con nhện lên. Ôi trời, nó có chất độc bên dưới kìa, em thấy không? Con nhện này là một con nhện siêu to khổng lồ. Ở bên dưới bụng của nó còn có thêm chất độc gì nó. Nó cứ bốc lên nữa kìa. Ê con nhện kìa, tại sao ngươi lại bắt bọn ta đến đây? Hả con nhện kìa. Cuối cùng thì hai đứa nhóc tụi bay cũng đến đây rồi sao? Này, hai đứa bay chuẩn bị trở thành món mồi ngon của ta rồi đó. Cái gì? Món mồi ngon là sao? Ý ngươi là như thế nào? Nói như vậy mà còn chưa hiểu nữa sao? Thì ta chính là người đã kêu bọn dân làng bắt hai đứa ngươi đến đây. Bất cứ ai đã vào trong hang động của ta thì đều sẽ phải bị ăn thịt hết. Ta sẽ ăn thịt con bay, sau đó ta sẽ cưa cho mấy đứa em của ta ăn nữa. Mấy đứa em của ngươi á? Ủa, mấy đứa em của ngươi là ai ta? Ủa, khoan từ, em của ngươi có phải là quái vật nhện lửa và quái vật nhện heo không? Hồi nãy ta mới vừa tiêu diệt hai đứa nó nè, quăng cây kiếm ra cho nó xem cho mất. Nè, có phải hai đó, hai cây kiếm nè. Phải hai đứa này không? Cái gì? Hai đứa người dám tiêu diệt em của ta? Trời ơi, em của ta. Ủa, vậy hả? Ai biết đâu, tại vì ta thấy bọn chúng là quái vật cho nên ta tiêu diệt thôi. Ai vậy đây là em của ngươi hả? Thôi xin lỗi nha, nhưng mà ta nói cho ngươi biết trước, bởi vì ngươi chính là quái vật cho nên là bọn ta cũng không tha cho ngươi được đâu. Bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đúng vậy. Giỏi lắm. Vậy thì mau mau qua đây xem nào. Qua thì qua luôn, ta sợ gì ngươi. Tiến lên nào vô mất. Dài. Tôi qua. Đưa cái kiếm cho tôi ông nội. Em chưa đưa cái kiếm cho tôi. Sao ông vô dụng thế vô mất? Ông tàn té không vậy? Ông đánh lên đi, tôi bay lên liền. Ok, để tôi. Ôi, quái vật nhện nè. Có chân nó quýnh một mình nó vô mất rồi, quýnh nó đi. Ông nhìn tôi nè. Đó, cho nó cháy luôn. Hay quá, cho thành nhện thiêu vô mất. Ôi trời, nó trốn kìa, nhảy xuống trốn, nó luôn. Trốn mày, trốn mà. Ôi trốn. Con này đúng là quái vật nhện nước vô mất đây, nó chui xuống nước để quýnh một mình nè. Mày, ôi. Ơi, con này nó khôn ghê luôn á. Nó chui xuống nước để nó đánh mình á, mình không có đánh được nó đâu. Đúng rồi, đánh mình khó đánh nó ghê luôn á. Mày nè, nhện nước cho chúng tôi nè. Mày. Ui, hình như cái kiếm lửa của ông là vô dụng với nó vô mod ơi, nó không bị cháy được. Ôi, con này nó khôn ghê luôn á. Mày. Tại sao hai người dám đánh ta? Ta sẽ ăn thịt hai đứa mày. Ê, còn lâu nha, này thì chết nè.
Quá là đơn giản luôn bạn ơi. Tính ra là con quái vật mạnh nhất cuối cùng cũng đã bị mình tiêu diệt rồi. Tưởng là cái động nhện như thế nào, hóa ra là mấy con nhện này yếu xìu. Chắc là nhờ vào cái sữa vô mốt giúp cho mình cung cấp thêm năng lượng và sức mạnh đó bạn ạ. À. Ok, vô mốt, nó có rơi ra tờ giấy với lại cái que gỗ không? Nhiên là có rồi, đây nè, nó lại rơi ra nữa nè. Ok, để tôi đọc câu hỏi tiếp theo coi nó là cái gì nha. Ok, đọc nào. Câu hỏi tiếp theo, các bạn biết đến sữa vô mốt đa phần là từ đâu? 1 là Minecraft, 2 là TikTok, 3 là Facebook và 4 là YouTube. Thì ra là như vậy. Câu trả lời này thì hơi khó nha. Tại vì các bạn biết sao, trong Minecraft mình cũng thấy sữa dâu mod, trên TikTok mình cũng thấy sữa dâu mod, trên Facebook mình cũng thấy, và kể cả YouTube mình cũng thấy sữa dâu mod luôn. Bởi vì sữa này quá là nổi tiếng rồi, cho nên mình không biết phải trả lời câu hỏi nào hết trơn á. Mấy bạn hãy giúp cho Phong trả lời nha, chứ Phong là riêng Phong là Phong không biết rồi đó. Bây giờ Phong sẽ thử đoán thử nha. Thôi nhờ dâu mod đi. Ê dâu mod, ông có biết là từ đâu không? Thật ra là những câu hỏi ở trên á đều là một câu hỏi chính xác luôn, bởi vì là sữa dâu mod xuất hiện ở tất cả mọi nơi luôn. Nhưng mà một điều đặc biệt đó chính là sữa vô mod lại còn xuất hiện ở trên kênh của các thành viên Hero Team nữa, bởi vậy mấy bạn fan rất là thích luôn. Nếu như mà đúng như vô mod nói thì mình nghĩ rằng là câu trả lời sẽ là xuất hiện ở trên YouTube rất là nhiều nha bạn nha. Tại vì ở trên YouTube á là có rất là nhiều những YouTuber, những người gọi là thích sữa vô mod làm video về sữa vô mod, cho nên mình nghĩ sẽ là câu trả lời sẽ là YouTube. Ok, còn mấy bạn trả lời câu hỏi là gì thì hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha, để mình xem coi có đúng không nha bạn. Que gỗ ơi, que ổ ơi, hãy biến thành vũ khí cho ta đi. Wow, trời ơi, bạn nhìn nè, que gỗ đã biến thành món vũ khí tiếp theo rồi bạn ơi. Nhưng mà cái này là vũ khí gì vậy ta? Ủa, hình như cái này là một cây kiếm băng mọi người ơi. Wow, nhìn ngầu quá ta. Ở dòng mod tính ra cây ngầu quá trời. Ông cũng lụm hết vậy. Trời ơi, bây giờ mà tôi cầm hai cái cây này mà đi đánh nhau với quái vật đó là hả, bá cháy luôn á. Nhìn ngầu quá là ngầu luôn á dâu mod. Ôi trời ơi bạn ơi, tính ra hôm nay trả lời có 3 câu hỏi thôi mà mình đã có được gọi là 3 món vũ khí siêu xịn luôn rồi bạn ơi. Còn mấy bạn thấy câu trả lời nào là hay nhất, câu trả lời nào là đúng nhất, hãy nhớ comment xuống bên dưới để cho mình biết nha. À mà quên nữa, cuối video này Phong sẽ có thêm một câu hỏi nữa dành cho tất cả mọi người nè, để coi mấy bạn hãy thử đoán coi mấy bạn có trả lời giống như Phong không nha. Câu hỏi của Phong là như thế này: câu nào nói đúng ý của các bạn nhất? 1. Thấy sữa dâu mốt là mua liền. 2. Từ từ mua sữa dâu mốt cũng được. Và 3. Là không mua sữa dâu mốt đâu. Đấy, đó chính là 3 câu trả lời mình dành cho mấy bạn. Mấy bạn hãy thử trả lời một trong 3 câu hỏi này nha. Okay. Mình cá chắc là những bạn nào mà thích sữa dâu mốt giống như Phong sẽ chọn câu số 1. Còn bạn nào mà thích bình thường thì sẽ chọn câu số 2. Còn bạn nào không thích thì sẽ chọn câu số 3. Nhưng mà Phong nghĩ rằng là chắc chắn mấy bạn thích hết rồi, tại vì sữa dâu mốt ngon mà đúng không? Dâu mốt có thích sữa dâu mốt không? Dâu mốt nhiên là tôi thích sữa dâu mốt rồi đó, ngày nào tôi muốn luôn nè. Rồi đó, thì còn mấy bạn thì bạn có thích sữa dâu mốt hay không, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy đăng ký kênh YouTube cho tất cả thành viên của Hero Team, và hãy mua sữa dâu mốt để uống để mạnh khỏe giống như là Phong nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Tạm biệt.